Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi buổi livestream của phòng khám đa khoa Điện Việt. Thưa quý vị và các bạn, series livestream lần đầu làm chuyện ấy là một series do phòng khám đa khoa Điện Việt được thực hiện. Lần đầu làm chuyện ấy có thể là lần đầu tiên rung động cảm xúc đầu đời của tình yêu đôi lứa, hay cũng có thể đó là những lần chạm cởi của lứa đôi, hay đó là lần đầu tiên khi bản thân nhận ra mình yêu người cùng giới, hay cũng có thể đó là một trải nghiệm rất đặc biệt của một người chuyển giới khi lần đầu đi sang Thái Lan phẫu thuật. Nhưng ngày hôm nay, tôi xin kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện rất là đặc biệt. Đó là cảm xúc của một nhân vật khi lần đầu tiên cầm trên tay kết quả dương tính. Và ngày hôm nay, nhân vật của chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tất cả quý vị và các bạn. Em xin chào chị. Chào bạn. Ngày hôm nay thì chúng em rất là cảm ơn chị vì chị đã nhận lời tham gia buổi livestream của chúng em ngày hôm nay. Và khi mà liên hệ với chị để mời tham gia buổi livestream này ngày hôm nay thì em muốn chị có thể giới thiệu đôi nét về chị. Hiện tại thì chị đang làm công việc gì, hay là chị sẽ đem đến câu chuyện của buổi livestream này là chủ đề gì không ạ? Mình hiện tại đang sinh sống ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Công việc của mình là mình tình nguyện viên, một tình nguyện viên đồng đẳng trong một nhóm Ban Mai Đông Anh, người sống chung với HIV và trẻ em, trẻ vị thành niên ở tại địa bàn huyện mình. Khi em liên hệ với chị để tham gia buổi livestream ngày hôm nay thì em được biết là chị có một câu chuyện rất là đặc biệt, và em có thể hỏi chị là lý do nào khi chị nhận lời tham gia buổi livestream này không ạ? Thì mình cũng đã từng là người sống chung với HIV và cũng đã hướng tới là làm về cộng đồng để đẩy lùi đại dịch HIV đối với phụ nữ và trẻ em cộng đồng trên địa bàn mình. Là cộng đồng của những người sống chung với HIV đúng không? Đúng. Dạ, chị cho em hỏi là hiện tại thì chị đã tham gia điều trị thuốc ARV chưa? Mình đã tham gia đến thời điểm này là được 13 năm. 13 năm là một con số rất dài đúng không ạ? Chị có thể cho em biết là lý do nào mà khiến cho chị bị lây nhiễm không? Thì thực ra là mình cũng nó là một một cái lý do mình lây qua từ chồng mình. Từ khi mình biết kết quả là từ năm 2005, nhưng đến năm 2007 thì mình mới vào điều trị ARV. Cái kết quả đó thì mình đã được nhận và cầm cái kết quả đó từ Bệnh viện Bạch Mai. Cho đến thời điểm này thì mình sống chung với HIV đã được 16 năm. Và khi mà mình cầm cái kết quả đó thì mình cũng không hiểu về HIV là gì, mà chỉ biết được rằng là người dân người ta nói là từ SIDA. SIDA sẽ chết và có cái đầu lâu xương chéo đấy. Thế thì mình thực sự ra lúc đấy mình cũng rất là sợ vì còn có hai đứa con nhỏ. Thế mình nghĩ đến hai đứa con nhỏ, nhưng ngoài hai con nhỏ mình ra lại còn bao nhiêu người phụ nữ khác ấy. Thì thật sự ra là cái cảm xúc lúc đó là mình rơi xuống vực thẳm. Mình đã đi từ trên tầng 2, tầng 3 của Bệnh viện Bạch Mai để nhận cái kết quả đó thì mình đã suy sụp mà ngã ở cái phần cầu thang đó. Em cũng là một người mà đang làm trong cộng đồng, và em cũng đã từng gặp rất nhiều các bạn khách hàng của mình là những người mà đã bị lây nhiễm HIV từ người yêu hay từ vợ chồng. Và bản thân em cũng đã gặp rất nhiều các câu chuyện đặc biệt khác nhau. Nhưng em thực sự là có những lúc em cũng không biết được là nếu mình là họ thì mình sẽ phản ứng chuyện đó như thế nào. Hiện tại thì ông xã nhà mình cũng mất được 17 năm rồi, 16 năm. 16 năm sau một năm ông chồng mất thì mình vào điều trị ARV. Thì mình vào điều trị lúc đó thực ra cũng rất là bỡ ngỡ, không biết là mình sống hay mình chết thì thôi cứ điều trị. Thế nhưng cái tâm lý mà mình bị mọi người thân rồi mọi người xung quanh ấy, họ hắt hủi, họ nói chỉ sống được khoảng 3 tháng hay 2 tháng là chết. Thế nhưng đến bây giờ thì mình đã sống được khoảng 15-16 năm. Thì họ lại nhìn nhận mình một vấn đề khác, và mình cũng lại tích cực hơn một chút là mình đã tự đứng lên. Mình ngã ở cái cầu thang của Bệnh viện Bạch Mai đó, khi nhận cái kết quả thì mình lại tự đứng lên từ đấy. Mình tìm hiểu về HIV là gì, và mình đã đứng ra thành lập một
nhóm để hỗ trợ cho chị em phụ nữ tại địa bàn mình đang sinh sống. Cho đến bây giờ được mười mấy năm là hỗ trợ cho chị em phụ nữ cộng đồng tại địa bàn. Và sau đó mình nhìn thấy những đứa trẻ nó giống như con mình, nhưng những đứa trẻ đấy lại không may mắn là các bạn lây từ bố mẹ các bạn có HIV. Thì mình lại thành lập gối tiếp một cái nhóm trẻ vị thành niên. Trước đây em khi mà em cũng làm công tác cộng đồng, em cũng quen rất là nhiều các bạn bị nhiễm. Và bản thân em, cái thời điểm đầu khi mà em biết, mới biết đến thì em cũng bị một chút stress, em bị áp lực và có cái thời điểm mà em cảm thấy mình rất là suy sụp. Mình suy sụp không phải là vì mình là người bị nhiễm, mà bởi vì tất cả những người xung quanh của mình đều bị nhiễm. Cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà rất nhiều người họ hỏi em là tại sao em lại làm công việc này. Bố mẹ em cũng bảo là thôi con đừng làm công việc này nữa, bởi vì là sao con không làm một công việc làm thiết kế thời trang, hay là con làm một công việc gì nghệ thuật chứ lại làm những cái công việc liên quan đến HIV rồi mình bị lây nhiễm từ họ thì sao. Và cái thời điểm đó em cũng phân vân, em rất là phân vân về cái chuyện đó. Và rất nhiều người bên ngoài họ đều, cho đến thời điểm này cũng có khá nhiều người nghĩ là chắc là em cũng là người bị nhiễm thì mới làm công việc này. Nhưng mà đối với em thì điều đó không quan trọng. Bởi vì là điều quan trọng nhất là em được làm việc với những người mà mình truyền lại cho mình cái cảm hứng. Cách đây 2 năm thì em có tham gia một chương trình giải băng đỏ và em được nhận một cái giải. Đó là giải là nhân vật truyền cảm hứng cho cộng đồng. Và cái thời điểm đó là cái thời điểm mà em cảm thấy mình rất là may mắn. Mình rất là may mắn bởi vì là mình đã giúp đỡ được rất nhiều các bạn chuyển giới và tất cả các bạn cộng đồng khác họ bị nhiễm và họ được tham gia vào điều trị. Nhưng trong năm ngoái, chỉ trong năm ngoái thôi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều các bạn chuyển giới, các bạn ấy bị nhiễm và các bạn không điều trị. Và em không biết là có vì lý do gì, có thể vì các bạn ấy còn sử dụng các bạn ấy sử dụng thuốc cấm hoặc là các bạn ấy dùng các thuốc khác. Và trong năm ngoái thì có hai người bạn của em là người chuyển giới và họ bị mất từ rất là trẻ. Và khi mà em nhận được ra cái điều đó, em cảm thấy rất là suy sụp bởi vì những người bạn của mình phải ra đi quá sớm. Và ngày hôm nay khi được trò chuyện trực tiếp với chị, thực ra là chị là người đầu tiên mà em gặp là một người đã bị nhiễm mà điều trị rất là lâu rồi mà bây giờ chị vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Khi em nhìn chị bên ngoài, thực sự em thấy không hề biết chị là người bị lây nhiễm HIV, bởi vì là tất cả hình thức bên ngoài hay là sức khỏe của chị em thấy đều hoàn toàn bình thường. Mình cũng chia sẻ với bạn và các bạn ở tại cộng đồng. Thực ra khi mà cái năm 2005 và 2006, 2007, trong ba cái năm đấy thì thực sự ra bản thân mình bị lây nhiễm từ chồng ấy, mình cũng rất là suy sụp về tinh thần rồi về gia đình, về kinh tế, tất cả cái vấn đề liên quan đến bản thân mình. Thế sau đó mình đứng lên từ đôi chân của mình cũng làm về cộng đồng để chống lại HIV. Thì người thân và bạn bè mình cũng có nói là tại sao lại không tìm một cái hướng đi khác cho mình mà lại tìm một cái hướng đi cho cộng đồng như vậy. Thì mình cũng bảo là trước tiên là mình làm về cho bản thân mình, sau đó mình làm cho cộng đồng, hỗ trợ cho chị em phụ nữ và trẻ vị thành niên. Mình cũng có cái suy nghĩ và cũng có một số các bạn như là trẻ vị thành niên, mình cũng chia sẻ là các bạn cũng khi mà đến tham gia nhóm trẻ vị thành niên của nhóm mình ấy, thì các bạn cũng có một số bạn cũng sống rất là buông thả. Cũng xảy ra năm ngoái cũng xảy ra một bạn trẻ vị thành niên mới 17 tuổi thì bạn cũng không may mắn là bạn khi bạn đã được điều trị được 7 đến 10 năm rồi thì bạn có một cái lối sống hơi thoáng đãng một chút thì bạn cũng bỏ trị ARV thì bạn sẽ dẫn đến các cái hệ lụy và cái hậu quả mà bạn phải chấp nhận và chịu thì bạn cũng rất là buồn, bạn cũng ra đi thì bạn đó là ở Bắc Linh. Tuổi đời bạn cũng rất là trẻ. Thế còn những với chị em phụ nữ thì cũng phụ nữ cũng mình nhóm mình cũng gặp phải
một số trường hợp là các bạn cũng sống chưa được tích cực, các bạn tiêu cực, các bạn cũng bỏ trị một năm. Nhưng sau đó thì mình vận động và chia sẻ với các bạn thì các bạn lại quay trở lại điều trị tiếp tục, thì cái sức khỏe của các bạn khi mà mình theo dõi đến bây giờ hiện tại thì các bạn như người một bình người một bình bình thường. Đấy, đối với các em cũng có cái nguy cơ là bỏ trị, tại sao con phải uống thuốc này, tại sao con phải điều trị như thế này, và tại sao con phải giấu cái thông tin của bản thân, con không được sống theo đúng với cách của mình hay đúng với bản lăng của mình hay đúng với những cái mình suy nghĩ. Thì thực ra là các bạn đến thì mình cũng có những cái giải pháp và có những cái lời khuyên đối với các bạn trẻ hiện tại, là các bạn hãy sống lành mạnh đi, các bạn hãy sống cho bản thân các bạn đi thì các bạn mới sống được cho cộng đồng, cho người thân của mình. Thì cái mà mình cũng chia sẻ là mình cũng sống được gần ấy năm, là mười mấy năm, là khoảng hơn một năm trở lại gần đây, thì mình thấy là các bạn trẻ có cái xu hướng chưa được tích cực lắm. Các bạn được điều trị miễn phí, được hưởng các cái quyền lợi khi mà mình vào điều trị, thế nhưng các bạn lại bỏ trị và uống thuốc thường xuyên, là quên, hoặc đi đâu đó là các bạn quên không mang thuốc, thì là dẫn đến cái hệ lụy là các bạn bỏ trị. Rồi có một số các bạn là tiêu cực, ví dụ như là bố mẹ, gia đình, người thân chưa ủng hộ về cái việc các bạn có một cái giới tính thứ hai hoặc giới tính thứ ba, thì là các bạn dẫn đến cái hệ lụy sống tiêu cực. Thì mình cũng rất là mong các bạn làm sao sống tích cực, mình vấp ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đó. Cuộc sống của mình vẫn ở phía trước, thì mình vẫn cứ mong là các bạn trẻ vị thành niên cũng như là các bạn LGBT mà tham gia với các nhóm hoạt động về cộng đồng thì các bạn cố gắng. Chị cho em hỏi một chút là khi cái thời điểm mà chị chồng chị mất, chị và chị cũng biết là mình là người bị nhiễm, thì động lực nào khiến chị quyết định là chị vẫn phải sử dụng thuốc ARV tiếp? Khi mà ông xã nhà mình mất ấy, thì mình thật sự ra là có một cái động lực, mình tìm hiểu về căn bệnh. Lúc ấy mình chưa vào điều trị ARV đâu, 2 năm sau mình mới điều trị, thì mình tìm hiểu về căn bệnh này xem nó có cái nguy hiểm đến mức độ nào, lây lan như thế nào là lây lan. Thì mình tìm hiểu qua thông tin một số báo chí rồi bạn bè, kênh truyền thông, thì sau đó mình tham gia vào một số các cái nhóm mà ra đời trước, cái nhóm cộng đồng mà thành lập ra đời trước ấy, thì mình tìm hiểu từ đấy thì mình cũng mạnh dạn hơn, mình tích cực, sống tích cực cho bản thân mình hơn. Thì mình đứng dậy từ đó, từ cái tìm hiểu về căn bệnh HIV này nó lây nhiễm như thế nào, và trong cái cuộc sống mình phải phòng ngừa cho người thân, cho bạn bè xung quanh, cho cộng đồng như thế nào, thì mình sống tích cực hơn. Nhưng thật sự là mọi người ở tại cộng đồng địa bàn mình sinh sống đấy, họ bây giờ họ có một cái câu trả lời đối với mình là như này, như là kiểu một mắt mười ngờ, giống như các cụ nói là một mắt mười ngờ, thì họ nghĩ là mình không phải nó bị nhiễm HIV, mà nó chỉ lấy cái danh cái tiếng là chồng nó bị như thế, nó lây như thế thôi, chứ thực ra bây giờ nó người nó như thế kia thì nó có phải nhiễm đâu. Nhưng đấy là họ lúc đầu thì họ nghĩ là mình chỉ 3 tháng, 2 tháng là chết theo chồng, bỏ lại 2 đứa con. Nhưng sau bây giờ thì họ nhìn nhận lại mình, cái cuộc sống của mình vươn lên, mình đứng lên từ đôi chân mình, thì họ lại bảo mình rằng là không phải nó bị nhiễm, mà nó lấy danh tính thế để nó được làm về cộng đồng, nó được hưởng lương của nhà nước. Nhưng họ có biết đâu mình hưởng lương của nhà nước chỉ có mấy trăm ngàn một tháng, hoặc đến 1.2 triệu, 1.5 triệu, lương tình nguyện nó chỉ được có vậy thôi. Thế nhưng mình cảm thấy mình yêu đời hơn, mình sống tích cực hơn. Và các bạn ở trong nhóm thì lại học hỏi mình và cũng muốn tham gia. Đấy, thì cái mà mình thực sự ra là mình vẫn khuyên các bạn là mình vấp ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đó. Trước tiên là mình phải cho mình cho cái kỹ năng cho bản thân mình mạnh mẽ hơn một chút, bản lĩnh hơn một chút, thì mình mới chia sẻ với cộng đồng được, mình mới phòng ngừa được cho cộng đồng không lây lan HIV, hoặc là về một cái tâm lý nào đó đối với các bạn
Chị, em thấy chị là một minh chứng rất là rõ cho việc là nếu mà mình tuân thủ điều trị thì sức khỏe của mình sẽ hoàn toàn bình thường. Và có một câu hỏi mà em muốn hỏi thêm với chị. Điều gì khiến chị, ngoài việc chị công khai chị là người có mặt với người thân, với những người bạn bè thân thân quen của mình, chị có gặp những cái áp lực nào liên quan đến những, với những đứa con của mình không? Chị có nghĩ rằng khi mà chị công khai với gia đình, công khai với bạn bè của mình thì những người con, những đứa con của mình sẽ bị nhận những sự kỳ thị khác không? Có, khi mà mình đầu tiên thì mình cũng giấu đấy, nhưng sau cái sự công khai này là do cái thông tin bị tiết lộ từ khi mình chồng mình nhận cái kết quả, sau đó là mình nhận cái kết quả thì thông tin là cứ dò dỉ ra từ người nọ đến tai người kia là vợ chồng nó bị như thế rồi, không biết con nó có bị làm sao không. Thì thực ra là mình cũng có bị cái áp lực cho chính bản thân mình là mình đã như thế này rồi, nhưng còn hai đứa con mình khi đến cái tuổi mà đến lớp đến trường thì mình thời gian đầu mình cũng có cái áp lực thật sự rất là buồn, là em bé thứ hai là không được nhận đến lớp, cô giáo không nhận, mặc dù là bạn ấy được đến đến tuổi đi đi lớp rồi nhưng cô giáo không nhận, cô giáo không đưa ra được một cái lý do gì. Thế nếu cô giáo đưa ra được một cái lý do gì thì các bậc phụ huynh họ không hiểu, họ nói là bắt phải đưa con là đi làm xét nghiệm. Rồi lúc đấy mình cũng đưa ra cái minh chứng là con mình cũng đã từng làm xét nghiệm ở bệnh viện Bạch Mai, là hai bé hoàn toàn là không bị lây nhiễm từ bố mẹ và khỏe mạnh. Vậy thì các bạn đó được cái, có cái quyền được đến lớp đến trường thì tại sao nhà trường và cô giáo lại từ chối? Thế thì sau đó mình cũng năm đó mình làm cái dự án của Ziba thì được các bạn tình nguyện viên của dự án Ziba về hỗ trợ, thì làm một cái buổi truyền thông cho 30 phụ huynh học sinh của lớp mầm non của xã đấy, mời lên ủy ban xã làm việc thì chia sẻ về cái bệnh lây nhiễm HIV theo những con đường nào và như thế nào. Thì sau đó người dân người ta hiểu thì con mình được nhận đến lớp đến trường, nhưng thời điểm đầu ấy là con vẫn phải ngồi một góc. Đấy là cái áp lực cho mình, là khi mình đã biết được cái bệnh này và mình cũng đã là tình nguyện viên để làm cho bản thân mình rồi cho cộng đồng mà con mình vẫn bị kỳ thị như vậy. Đấy, thực ra sự mình cũng rất là buồn, nhưng mình chọn con đường đi cho mình. Mình vẫn theo đuổi, vẫn đam mê cái con đường mình chọn, là tìm hiểu về HIV lây nhiễm như thế nào và các cái ứng xử với cộng đồng và người thân như thế nào. Thì cho đến thời điểm này thì mình thấy được rằng các con mình lại tự hào về bản thân mình, luôn luôn nhắc mẹ làm được điều đó, mẹ làm được điều đó cho chính bản thân mẹ, mẹ làm được điều đó cho các em nhỏ thiệt thòi hơn không may lây nhiễm từ bố mẹ, mẹ làm được điều đó cho các bạn. Đến bây giờ khoảng mấy năm trở lại đây thì mới hình thành ra là chuyển giới và LGBT với các bạn, thì hai bạn nhỏ nhà mình cũng tham gia vào cộng đồng cũng về phòng chống HIV, thì các bạn cũng có nói là mẹ đã làm được điều đó và mẹ cũng tham gia, mẹ không phân biệt với bất kể ai, với cộng đồng chuyển giới hay nhiễm HIV, người sử dụng ma túy hay với xích thuốc. Thì thực ra mình đến bây giờ người dân xung quanh mình họ rất là kỳ thị, uống nước họ cũng phải tránh né, ăn cùng mâm họ cũng phải tránh né, nhưng bây giờ họ lại nhìn mình, họ nói là chắc gì nó không phải như thế. Đấy, họ nghĩ mình thứ nhất là mình vào điều trị mình sống tích cực hơn, mình vào điều trị mình tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị cho mình thì cái cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn và sức khỏe của mình nó ổn định hơn, thì mọi người nhìn mình lại bảo là không phải nó bị nhiễm HIV mà nó, tức là họ nói là cái câu là nó vin vào cái cớ là chồng nó bị nhiễm HIV để nó làm được với cái việc cộng đồng đấy. Đấy, thì mình cũng chỉ cười thôi, mình bảo thôi mình cứ giúp được cho ai ở cộng đồng dù là một cái việc nhỏ nhất thì mình cũng cảm thấy là mình chọn đúng con đường của mình đi. Em cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị, vì em nghĩ rằng thực ra trong xã hội thì mỗi một người họ đều có những cái ý kiến riêng và những cái quan điểm riêng về cuộc sống,
Nhưng điều quan trọng là mình hãy làm tất cả những điều là mình cảm thấy đó là đúng đắn, và đó là điều mà mình cảm thấy mình được thoải mái nhất, được sống là chính mình. Em nghĩ điều đấy mới thực sự là quan trọng. Trước đây thì em đã có ý định từng dừng cái công việc của mình, bởi vì em nghĩ rằng em chưa đủ sức để có thể thuyết phục được các bạn. Vì có rất nhiều các bạn khách hàng của em đã thuyết phục họ rất nhiều, thuyết phục họ bằng mọi cách, nhưng có những người bạn của mình họ vẫn từ bỏ điều trị và họ không tuân thủ điều trị. Những lúc như thế thì em cảm thấy rằng dường như là mình chưa đủ cố gắng, mình chưa đủ sức thuyết phục để khiến cho các bạn hãy tuân thủ. Thì em muốn hỏi chị và xin chị một lời khuyên là trong những trường hợp mà ví dụ chị bị quên thuốc, hay là những cái khoảng thời gian mà chị cảm thấy là mình bị chùn bước và mình không còn động lực để uống thuốc và động lực để đi tiếp nữa, thì chị làm thế nào để có thể cải thiện được chuyện đó? Mình phải tiếp tục điều trị. Nó giống như một căn bệnh nào đó, mình uống thuốc hàng ngày thôi. Nó như là mình ăn bữa cơm một ngày 3 bữa, sáng trưa chiều tối. Thì mình nghĩ à, vậy thì nó cũng như là cái bữa cơm đấy thôi, uống thuốc nó cũng như cái bữa cơm đấy. Thế thì mình đã cố gắng, mình đặt những cái giờ phù hợp với mình để mình uống thuốc, rồi đặt những cái lịch mà mình làm việc cho bản thân mình, là trao dồi những cái kiến thức và kỹ năng, rồi mình đặt lịch làm việc cho cộng đồng, hỗ trợ cho chị em phụ nữ và những trẻ em vị thành niên có hát, để mình cho các bạn được các cái kỹ năng sống, để sau này các bạn thấy được rằng nếu phải chăng các bạn bị vấp ngã như bản thân mình hoặc như các em nhỏ không may mắn, thì các bạn có thể đứng tự đôi chân của các bạn không chối bỏ bản thân mình nữa. Đấy là cái mà mình đã làm và đang làm. Không chối bỏ bản thân. Đúng rồi. Là điều mà em rất tâm đắc là câu nói của chị. Em hy vọng rằng trong tương lai, tất cả những các bạn trẻ mà không may phát hiện ra mình là người có hắt, thì các bạn sẽ không chối bỏ bản thân. Đúng rồi. Để các bạn có thể có động lực, có động lực tham đứng gia trên đôi chân của vào mình trị thuốc HIV. Nhân buổi live stream ngày hôm nay thì em rất cảm ơn chị đã đến chia sẻ với phòng khám đa khoa Bệnh Viện với những cái câu chuyện rất là ý nghĩa. Và em hy vọng rằng trong tương lai tới thì chị sẽ vẫn tham gia công việc của chị, và chị sẽ luôn đồng hành cùng tất cả các bạn trẻ, dù các bạn có bị nhiễm HIV hay không. Và nhân buổi live stream ngày hôm nay thì Mai Châu và phòng khám đa khoa Bệnh Viện xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi buổi live stream. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.